con quỳ kính đành lễ đơn Thế Tôn, xin dốc lòng thành khẩn với tất cả tâm hồn nên hương vô uy tỏa ngát mười phương. Chúng con xin sám hối ba nghiệp, nguyện dứt trừ phiền não vô minh, truyền mãi trong nhiều đời, gây nên bao tội chướng. Cuối xin chư Phật cho chúng con luôn sẵn lòng nhân từ với trái tim vô ngại, yêu thương giúp đỡ mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin nguyện vị trí đại hộ tỏa sáng thân tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin nguyện chánh đạo hoàn khai hạnh phúc an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin nguyện tấn thọ trì diệu pháp Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin nguyện phát Bồ Đề Tâm pháp giới thanh bề. Con quỳ kính đảnh lễ đấng Thế Tôn, xin dốc lòng thành khẩn với tất cả tâm hồn nên hương vô uy tỏa ngát mười phương. Chúng con xin sám hối ba nghiệp, nguyện dứt trừ phiền não vô minh, truyền mãi trong nhiều đời, gây nên bao tội chướng. Cuối xin chư Phật cho chúng con luôn sẵn lòng nhân từ với trái tim vô ngại, yêu thương giúp đỡ mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin nguyện vị trí đại hộ tỏa sáng thân tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin nguyện chánh đạo hoằng khai hạnh phúc an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin nguyện tinh tấn thọ trì diệu pháp Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin nguyện phát Bồ Đề Tâm, pháp giới thanh lời sám nguyện, lời tâm nguyện, nhạc Bảo Phúc qua sự thể hiện của ca sĩ Lâm Minh Chi và vũ đoàn Vân Trăng. Xin cảm ơn vũ đoàn Vân Trăng. Mời Lâm Minh Chi nán lại sân khấu một lát. Thưa quý vị, sở dĩ chúng tôi mời Lâm Minh Chi nán lại sân khấu là bởi vì hôm nay Lâm Minh Chi có quá nhiều những niềm vui. Đầu tiên là bạn được vinh dự mở đầu cho một cái chương trình có một ý nghĩa thật đặc biệt như chương trình hôm nay. Điều thứ hai là Lâm Minh Chi được Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo mời cộng tác để cùng biên tập chương trình này. Và một điều thứ ba nữa là, thưa quý vị, ngoài những công việc thường ngày của một ca sĩ thì Lâm Minh Chi còn là một gương mặt rất được khán giả, đặc biệt là những khán giả của những chương trình văn nghệ Phật giáo rất là yêu mến. Bạn luôn có mặt trong những cái chương trình có ý nghĩa đặc biệt như ngày hôm nay của chúng ta. Quá nhiều những niềm vui như vậy, thì lúc này đây tâm trạng của Chi như thế nào, có thể chia sẻ cùng với quý vị khán giả không? Dạ, kính bạch Hòa Thượng Thượng Tọa Chi Tôn Đức Tăng Ni, cảm ơn anh Phi và chị Trịnh Kim Chi. Theo Lâm Minh Chi thì là một ca sĩ mà được có nhân duyên được thể hiện những ca khúc Phật giáo, được hát nhạc đạo, thì đó là một cái phước báo rất là lớn. Và Lâm Minh Chi cảm thấy rất hạnh phúc và rất vui khi được Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo tin tưởng và tạo điều kiện cho Lâm Minh Chi được biên tập, được đứng đây, được hát trong chương trình này. Và em nghĩ là tất cả các anh em văn nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình đêm nay cũng sẽ rất là vui và sẽ rất là đồng cảm với em về điều này ạ. Vâng, tất nhiên rồi, và ngay cả Kim Chi và anh La Thầy Phi cũng rất vui khi được dẫn chương trình này. Nếu như mà có thời gian thì chúng ta sẽ có dịp giao lưu với Lâm Minh Chi rất là nhiều điều về cuộc sống cũng như sự nghiệp ca hát của Chi, đúng không? Nhưng mà dù sao thì cũng thay mặt cho tất cả mọi người xin chúc Lâm Minh Chi thật nhiều sức khỏe và tiến xa hơn trong sự nghiệp ca hát của mình, cũng như được tất cả rất là nhiều khán giả yêu mến. Cảm ơn chị và cảm ơn anh La Thầy Phi. Cảm ơn quý vị.